Dạ cái này em nói nó hay lắm nha ông gì nha, đây là sản phẩm ta, sản phẩm cao cấp nha ông gì nha. Dạ sản phẩm cao cấp nha mọi người, chính vì vậy mọi người hãy yên tâm dùm cho em. Cái sản phẩm là Skin AEC, ta nói ngày hôm nay như chết đi sống lại, ngày hôm nay như chết đi sống lại. Rồi bây giờ Lâm sẽ test thử cái tay của Lâm cho ông gì coi luôn, Lâm sẽ test thử cái tay của Lâm cho mọi người coi luôn. Dạ quý vị biết không, đây là sản phẩm tắm trắng nha mọi người nha, bật tông ngay từ lần sử dụng đầu tiên. Và đây là cái sản phẩm thương hiệu rất là lớn, chính vì vậy mọi người hãy yên tâm chất lượng cho em, không châm chích, không tác dụng phụ dịch trời trời á. Nếu như không trắng trả lại tiền cho gì luôn. Và sản phẩm này với công thức từ Hàn Quốc và sản xuất tại Việt Nam nha gì nha, nên mọi người hãy yên tâm cho em, đảm bảo cái thương hiệu rất là lớn luôn. Bên đây có rất là nhiều thương hiệu gì coi. Cái chai nó đẹp như thế này mấy má, chai rất là đẹp, chai thương hiệu ta nói rất là đẹp, cũng như là mẫu mã rất là ok. Ok giá bao nhiêu? Dạ 490k như vậy nha, và xài rất là lâu, cái chai nó bự chà bá lửa luôn. Rồi em sẽ test cho vị, chúng ta để chừng 15 phút nha quý vị nha. Bây giờ hot boy lăn mệt quý vị, đây ủng hộ dùm cho em. Bây giờ ai muốn mua thì cứ để số điện thoại dùm cho em, hoặc là ai muốn làm chi nhánh, muốn làm đại lý thì cũng để số điện thoại dùm cho em luôn. Bây giờ ai mua thì cứ để số điện thoại dùm cho em. Và đây là cái sản phẩm nó mắc hơn thị trường một xíu, quý vị đừng có ham rẻ mua mấy cái trôi nổi ngoài đường ngoài xá. Nhiều khi nó cũng trắng rất là nhanh nhưng mà toàn là thuốc tẩy như vậy nha. Mọi người hãy sáng suốt trong cái vấn đề mà ta lựa chọn sản phẩm dùm cho em. Và đây là tắm trắng và sữa tắm luôn cũng có luôn, rồi body cũng có luôn, tất tần tật ngày hôm nay đều có. Em nói không trắng một cái gì toán trong mặt của em thì toán trong mặt của em thì toán trong mặt của em. Bởi vì đây cái thương hiệu độc quyền nha gì nha, thương hiệu độc quyền, chính vì vậy không có sợ hàng nhái hàng giả của Sơn Bì Sáng, không sợ hàng nhái hàng giả gì nha gì nha. Bây giờ em sẽ kéo tay em ra thử đi coi nó trắng chưa, để em test của em trước nha vậy. Đúng qua áo rồi gì vậy? Ê tụi lắc khách sạn nó chửi không ta? Không sao đâu. Yeah. Ồ, trắng nha má nha, trắng nha mấy má. Trắng nha quý vị nha, ngoan ăn vừa miệng nha. Em nói gì không trắng tán trong mặt của em, không trắng là tán trong mặt của em. Bây giờ em test em trước, em sẽ thử em trước và sẽ thử thằng bé này sau. Chị em mở cái lạnh giùm em xíu nè. Mở hết da. Hết da rồi. Cái xì khói luôn kìa. Đây. Đây quý vị coi đây, rất là trắng, rất là mịn màng gì nha, rất là trắng luôn. Đây lát em sẽ test hai tay cho quý vị coi. Em nói gì trắng rất là trắng luôn. Với một điều đặc biệt là sau khi trắng rồi thì chúng ta xích body lên giùm em, xích body nó khóa cái trắng lại. Body á thì có sữa tắm cũng có luôn, sữa tắm body ngày body đêm luôn. Cảm ơn vậy. 490.000 của hộp trà bá lửa, mình xài rất là lâu luôn. Cái hộp trà bá nữa như thế này quý vị nha, rất là lâu. Xài một tháng dữ luôn, xài để trong gia đình ba tắm, mẹ tắm, ông nội tắm, bà ngoại tắm, xài một tháng dữ luôn. 490k. Dạ bình thường á tắm trắng ở ngoài 90.000 cũng có, 80.000 có, nhưng mà quý vị biết không, nhiều khi những sản phẩm trôi nổi á làm ảnh hưởng tới da của mình nha quý vị nha, nó sẽ bị dị ứng này. Còn đây là công ty đàng hoàng có tem chống hàng giả, nếu mà xảy ra dị ứng thì bên đây sẽ hoàn tiền cho quý vị, cũng như là những gì 10 triệu luôn. Một tuần mình quốc hai lần dùm cho em quý vị nha, ai muốn trắng mà trắng điếc á, một tuần quốc hai lần dùm cho em, bật tâm ngay từ lần sử dụng đầu tiên mới chế. Đây là cái thương hiệu cho nên giá nó hơi mắc bài thị trường gì nha. Nhiều khi mình ra chợ mình mua 80.000 cũng có, 70.000 cũng có, 15.000 cũng có luôn. Nhưng mà quý vị biết không, toàn là thuốc tẩy, thuốc duỗi tóc, thuốc uống tóc ở trong không. Và em cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Ai muốn mua sỉ, muốn làm chi nhánh thì liên hệ dùm cho em. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại mọi người.